Thưa quý khán giả, Biên Hòa là địa phương có nhiều khu công nghiệp với hàng vạn công nhân. Trong những năm gần đây, tình hình trật tự an toàn xã hội tại các khu công nghiệp diễn biến nhiều phức tạp. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Biên Hòa nói chung, đồn công an khu công nghiệp nói riêng đã đề ra nhiều biện pháp mạnh nhằm ổn định tình hình địa bàn, tạo môi trường an toàn lành mạnh cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Đây là một trong những buổi tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự tận cơ sở của cán bộ chiến sĩ đồn công an khu công nghiệp Biên Hòa. Thông qua hàng chục đợt tuyên truyền của đồn công an khu công nghiệp Biên Hòa như thế này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức của doanh nghiệp và người lao động trong công tác chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm. Tuy nhiên, địa bàn quá rộng với hàng ngàn công ty, hàng trăm ngàn lao động và tội phạm ngày càng manh động đã gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc thù của địa bàn là khu công nghiệp Biên Hòa là toàn bộ khu công nghiệp Biên Hòa là gồm có 4 khu công nghiệp, gồm khu công nghiệp Biên Hòa 1, khu công nghiệp Biên Hòa 2, khu công nghiệp Amata và khu công nghiệp Loteco. Do địa bàn là khu công nghiệp rất là rộng, về là cán bộ chiến sĩ ở đồn an khu công nghiệp thì quân số rất là ít, cho nên là công tác quản lý địa bàn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian gần đây nổi lên tình hình cướp giật tài sản của công nhân đi làm, thì đối tượng là lợi dụng sơ hở trong việc người đi đường mang theo giỏ sách và để cái điện thoại di động lộ ra ngoài để thực hiện cái hành vi là cướp giật tài sản, và công nhân trong khi làm việc dẫn đến mâu thuẫn với nhau, dẫn đến là đánh nhau gây thương tích. Xác định khu công nghiệp là địa bàn có tính chất phức tạp, tội phạm thường lợi dụng để phạm tội. Để đảm bảo an ninh trật tự tại đây, đội công an khu công nghiệp Biên Hòa đã tập trung lực lượng điều tra cơ bản, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ của các công ty, doanh nghiệp rà soát nắm bắt tình hình. Theo đó, chỉ tính riêng từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, đội công an khu công nghiệp Biên Hòa tiếp nhận 13 tin tố giác về phạm pháp hình sự, một vụ phạm pháp kinh tế, một vụ đánh bạc, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết một người. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị cũng đã phát hiện và lập biên bản trên 130 vụ vi phạm. Thông qua công tác tuyên truyền cũng như các biện pháp nghiệp vụ, tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã cơ bản ổn định, qua đó góp phần tạo môi trường lành mạnh để các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, cái thứ nhất là cần nhân rộng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật và những cái âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm đến các doanh nghiệp và người lao động để nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa nhằm tăng cường giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng thiết nghĩ bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng nòng cốt là công an, các doanh nghiệp cần thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ tài sản công ty. Có như vậy, tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa mới thực sự ổn định, an toàn.